Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel kiếm tiền online của mình. Thì chủ đề của video ngày hôm nay mình sẽ nói đến cái vấn đề đó là anh em sẽ xác minh cái tài khoản của app B Network nhá. Nhưng mà trước khi vào chủ đề chính á, mình sẽ random tặng cho một bạn 20k vì đã comment cái video ngày hôm qua của mình ha. Mình bấm sao chép này, mình qua random. Nếu anh em nào mà không tham gia cái này có thể là tua qua cái đoạn này nha. Anh em xem nó như là một cái quảng cáo thôi ha. Đấy. Rồi mình sẽ paste cái đường link vô đây. Rồi, bấm vào Get YouTube Comment. Rồi, 113 comment. Ui, hôm nay ngày 1 tháng 10 à. Ui, gặp 113 rồi này. Bấm Start à. Để xem ai sẽ là người may mắn à. Rồi, Nguyễn Văn Công, bạn ấy nhận Momo. Số đầu là 03, số đuôi là 62 ha. Mình đã gửi thành công 20k đến cái số điện thoại có đuôi 62 ha. Cảm ơn anh em đã tham gia event của mình. Nếu anh em nào muốn tham gia event comment như thế này á, thì hãy like video này và comment dưới video là số điện thoại của bạn cộng tiền mà bạn muốn nhận, ví dụ như cả điện thoại là Vina, Mobi, Viettel gì đó hoặc là Momo đều được nhé. Nếu anh em nào mà quan tâm đến cái ứng dụng này á, thì ở dưới phần mô tả video mình có để đường link ha, anh em có thể tải về và chơi. Thì ở đây hàng ngày chúng ta sẽ vô này, bấm vô, anh em thấy cái chữ không, tap to earn, có nghĩa là nhấn vô đây để nhận cái điểm bi á đó. Sau này nó cho rút thì chúng ta sẽ dùng cái đồng bi này chúng ta bán hoặc là tự chơi ra tiền thôi ha. Đến lúc đó thì chắc chắn mình sẽ mua cho anh em đó, chỉ vậy thôi là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của cái ứng dụng này rồi. Nó cho phép chúng ta là kiếm tiền mà không cần online nhá. Có nghĩa là anh em bấm vô start cái rồi thoát app thì nó sẽ vẫn cứ chạy đấy. Nhưng mà nếu như anh em không tuyển rep á, thì cái lượng bi mà nó đào mỗi giây nó sẽ ít hơn nhá. Nếu như anh em tuyển rep sẽ được cộng nhiều hơn. Cứ sau 24 giờ chúng ta sẽ vô nhấn lại một lần vậy thôi. Nếu như anh em muốn tuyển rep á, thì chúng ta vào cái phần đây, hai cái hình đầu người này đó, chúng ta bấm vào đó tuyển. Còn cái khung chat này á, là để anh em đi nhắn tin với người khác. Thì cái khu vực này giống như là để cái cộng đồng anh em. Anh em có thể vô đây và chat chít với mọi người để tìm hiểu rõ hơn là về cái đồng bi này. Như là ai biết cái gì thì có thể trao đổi trên đây ha. Không biết cái gì có thể là lên này hỏi được. Trong cái mục tuyển rep này có cái phần khá hay. Ngoài tuyển rep ra thì chúng ta còn có thêm chữ là ping in active. Có nghĩa là chúng ta kêu gọi á. Có nghĩa là cứ sau một ngày hay là bao nhiêu tiếng gì đó, chúng ta sẽ được gọi bạn bè để bạn bè vào bấm cái chữ start để bắt đầu kiếm cái đồng pin. Đó, khá là hay. Và nếu như anh em ủng hộ mình nhá, thì vô có thể là nhập cái mã code của mình nhá, là LVT96 đấy, hoặc là anh em nhập mã code của ai cũng được, mình không quan trọng vấn đề mà anh em có ủng hộ mình hay không. Đương nhiên là mình vẫn muốn anh em ủng hộ mình hơn ha. Nhưng còn ủng hộ hay không đó là quyền của anh em. Được rồi, sơ lược về app nó chỉ có vậy ha. Nếu anh em nào mà chưa chơi có thể tìm hiểu một chút vậy thôi. Giờ mình sẽ mở đến phần là profile, nghĩa là chúng ta sẽ đến cái phần là xác minh đúng không? Đó. Rồi trong đây chúng ta sẽ có những cái gì, username của mình nè, cái mã code mà mình đi giới thiệu bạn bè thì họ sẽ nhập cái mã này vào. Rồi ha, đây là cái link tải app. Rồi action này like ha. Cũng không biết này được cái gì nữa. Nói chung là tạm thời nó chẳng có chức năng gì đâu. Account verification, có nghĩa là chúng ta sẽ xác minh cái tài khoản của chúng ta bằng số điện thoại. Thì ở đây nó đang là unverified, có nghĩa là nó chưa được xác minh, thì mình sẽ bấm một chữ là verify. Đó. Thì ở đây anh em thấy chữ verification service in không? Nó không có Việt Nam nhưng mà chúng ta cứ chọn là USA đi. Xong rồi chúng ta bấm start. Rồi chúng ta bấm open SMS. Ở đây thì chọn tin nhắn đi ha. Đó, nó sẽ hiển thị ra một cái thông báo như thế này. Sau đó thì anh em chỉ cần bấm gửi thôi. Nhưng mà trên máy này hiện tại mình không có cái sim đó, nên mình sẽ lấy một cái máy khác và gửi một cái tin nhắn y chang như thế này đến cái số điện thoại y chang. Và lưu ý nó sẽ mất một phí nhỏ nhỏ nha, khoảng mấy ngàn thôi, 2-3 ngàn gì đó. Rồi thì đây mình đã gửi một tin nhắn đến như thế này. Anh em có thể là sử dụng một chiếc điện thoại khác để xác minh cũng được, chẳng sao cả đâu, sim của bạn không nhất thiết phải ở trên máy. Ok, rồi mình đã gửi thành công ha. Bây giờ mình sẽ quay lại ứng dụng. Anh em sẽ thấy một cái thông báo như thế này, your phone number is now successfully verified. Nghĩa là chúng ta đã xác minh thành công rồi, lập tức rồi ha, bấm log. Đó, bây giờ nó sẽ hiển thị là account đã verify rồi, password cũng verify lung tung ha. Thực sự là giờ cũng chả nhớ lúc trước mình đặt cái mật khẩu của cái tài khoản là cái gì nữa.
Nói chung là cứ lưu trên máy đi, mình cũng chả nhớ ha. Chúng ta quay lại. Được rồi ha, thì thực ra là có rất nhiều thông tin nói rằng cuối tháng 9 hay là đầu tháng 10 hay là trong tháng 10, cuối tháng 10 gì đó, chúng ta sẽ được rút tiền Gapi này. Nhưng không biết nó là tin thật hay là tin vịt, thật sự là nghe rất là nhiều thông tin phong phanh nha. Nhưng mà cái chúng ta cần biết ở đây á là chắc chắn một điều rằng nó sẽ cho rút sớm thôi, nhưng mà thời gian ấn định là không biết khi nào và giá sau khi mà nó cho rút á sẽ là bao nhiêu. Tại vì cái giá bi hiện tại theo mình thấy cũng khá cao đó anh em. Đó, nhưng mà khi mà nó cho rút á, nó còn giữ được cái mức độ đó hay không, hay là nó tăng nó giảm thì chúng ta không biết trước được. Nhưng mà một điều mình dám chắc với anh em đó là khi nó cho rút mình sẽ thu mua cho anh em luôn ha. Nếu như anh em thấy video này hay thì đừng quên tặng mình một like nhá. Và nhấn vào cái nút đăng ký, nhấn vào cái nút chuông bên cạnh để nhận thông báo video sớm nhất từ kênh của mình nhá. Trong trường hợp anh em đã bật chuông rồi nhưng mà vẫn không thấy thông báo á, thì chúng ta hãy thực hiện lại là hủy đăng ký. Sau đó bấm đăng ký lại và bật chuông lại. Vậy thì bạn sẽ reset được cái chức năng thông báo của YouTube. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Hẹn anh em ở những video tiếp theo.